Game time. Ok, để bắt đầu cho video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để cùng ôn lại những kiến thức mà chúng ta đã học về listening nhá. Let's go. My guest today is the star of the London Ballet Company, 22-year-old Elena Karpov. Elena, you were born in Bulgaria. Did you always want to be a dancer? Well, I was a very lively little girl, so at the age of 7, my mother sent me to gymnastics classes. When I was 9, I went on to ballet lessons, and from that moment I knew that I wanted to spend my life dancing. 2 years later, when I was 11, I won a place at the New York Ballet School. Ok, rồi bây giờ các bạn đã có đáp án của riêng mình rồi đúng không nào? Mình sẽ cùng nhau phân tích câu số 1 luôn để biết rằng đáp án của mình là gì nhá. Ở đây câu số 1 hỏi về là cái nhân vật nữ này đã decided, quyết định để trở thành một vũ công khi mà cô ấy ở độ tuổi bao nhiêu, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ nghe thấy keyword đó là "Did you always want to be a dancer?" Rồi, sau khi nghe thấy cái câu hỏi này rồi thì mình sẽ nghe đến câu trả lời luôn của cái bạn nữ. Đó là "When I was 9." Có nghĩa là bạn ấy đã nhắc đến một độ tuổi ở đây, đúng không ạ? Khi mà tôi 9 tuổi. Vậy, đây cũng chính là cái đáp án của mình luôn ở phần này. Và mình sẽ nghe mình sẽ nghe tiếp đến cái đoạn đằng sau, đó là mình sẽ nghe thấy là "I went on a ballet lesson and from that moment I knew that I wanted to spend a life dancing." Chưa? Thì đáp án của mình chính xác là D, đúng không ạ? So you had to move to the United States. Mm. Did you miss your family? Oh yes. At first it was difficult being away from home and not knowing a lot of English, but it taught me how to look after myself and not to depend on others. There were other Bulgarian students there, and we actually found it quite easy to learn enough English to take part in the lessons with the other students. Rồi, bây giờ đến câu hỏi số 2 đúng không? Câu hỏi số 2 này thì mình sẽ nghe thấy một cái dữ kiện, đó là ở trường múa, có nghĩa là ở trường múa thì ở New York thì Elena đã học cái gì đúng không? Học về cái gì đúng không? Thì mình sẽ có cái keyword đó là mình sẽ nghe thấy đoạn là "move to the United States", được chưa ạ? Di chuyển đến Mỹ này. "There were other Bulgarian students there", được chưa ạ? Và nghe thấy đoạn là "we actually found it quite easy to learn enough English to take part in the lesson. It taught me how to look after myself and not to depend on others." Yeah. Và ở đây mình đã nghe thấy cái câu đó là nó dạy cho tôi cách làm thế nào để chăm sóc bản thân, đúng không ạ? Look after ở đây chính là chăm sóc bản thân. Myself là tự chăm sóc bản thân mình, and not to depend on others là và không phụ thuộc vào người khác. Thì ở đây mình sẽ nghe thấy luôn cái này nó chính là trùng với cái đáp án là C. Tell us about your latest role with the London Ballet Company. I'm going to dance the part of Cinderella. It's a story about a poor girl who marries a handsome prince. My parents used to read it to me when I was little. I'd never seen the ballet before, but I already knew the music really well. I'm sure children will love the ballet. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích câu số 3 nha. Ok, mình sẽ có câu hỏi là "What does Elena say about the ballet called Cinderella?" Ok, thì cô ấy nói gì về cái bài múa ba lê là Cinderella, được không? Thì mình sẽ nghe thấy cái keyword là "I am going to dance the part of Cinderella", và có đoạn là "I'm sure children will love the ballet", và mình có luôn đó là cô ấy đã nói đến việc đó là children love cái gì đó thì sẽ bằng với lại children will enjoy it, đúng
Đúng rồi. Thế mình sẽ có đáp án luôn là đáp án A. What do you do when you're not practicing or performing? Before I joined this company, I spent 2 weeks going round London as a tourist. I don't have time for sightseeing now, but I love trying on the latest fashions with my friends. I'm always buying new jeans and trainers. I'm not too keen on discos and nightclubs. I dance enough during the day. Tiếp tục với câu số 4. Được chưa ạ? Các bạn sẽ nghe thấy là in her free time, Elena likes to. Thì ở trong thời gian rảnh rỗi thì cô ấy thích làm gì đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có keyword có câu là what do you do when you're not practicing or performing? Được chưa? Thì là sẽ có người hỏi đến là bạn thường làm gì khi mà bạn không thực không không tập và không biểu diễn? Được chưa? Thì cô ấy nói đó là I don't have time for sightseeing. À, tôi không có thời gian để tham quan ngắm cảnh gì hết, sightseeing đâu nhỉ. I'm not too keen on discos and nightclubs. Với là tôi không thích, keen on có nghĩa là giống như kiểu like, thích cái gì đó. Được chưa? Thì là tôi không quá là thích đến sàn nhảy hay là những câu lạc bộ vào ban đêm. Và but I love trying on the latest fashions. Được chưa? Thế thì có nghĩa là cô ấy nói là cô ấy rất là thích, có nghĩa là thử những cái thời trang gần, những cái mẫu thời trang gần nhất đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có các đáp án. Thì cái đáp án gần, cái đáp án có nghĩa là đúng với cái phần này thì đó chính là go shopping. You must have lots of fans. Quite a few. They always ask for a photograph of me, but unfortunately, I don't have many to give away. I sometimes sign their programs instead, and if I can, I give them one of the flowers I've received from the audience. They always ask for tickets, but of course, that's not possible. Rồi, câu đối với câu số 5 này thì mình có nhìn thấy câu hỏi đó là what does Ella often do for her fans? Yeah. Thì là cô ấy thường làm gì cho những người fan của họ của cô ấy đúng không? Thì mình sẽ nghe là they always ask for a photograph of me đúng không? Và but unfortunately, mình nghe thấy là unfortunately có nghĩa là họ luôn luôn muốn có những cái bức ảnh của tôi nhưng mà không may cái gì đó đúng không? Unfortunately là không may cái gì đó thì cái phần này mình sẽ loại luôn. Và tiếp câu thứ hai là I sometimes sign their programs instead. Đó. Và tiếp theo là they always ask for tickets, but of course that's not possible. Có nghĩa là họ luôn luôn hỏi rất nhiều thứ. Nhưng mà cô ấy vẫn không thể làm. Nhưng mà đến đoạn cuối thì mình có thể nghe là if I can, I give them one of the flowers. Yeah. Thì cái điều mà cô ấy có thể làm, if I can, tôi có thể đấy, thì cô ấy đã có thể là give them a flower. Được chưa? Ok, thế thì đáp án của mình sẽ là đáp án A. What's been the best thing that's happened in your career so far? Well, I've been a guest dancer with ballet companies in Moscow and Vienna, and I appeared twice on television in Bulgaria and met the president. I shall never forget that. But the most satisfying thing for me is that I'm paid for doing what I really enjoy, dancing. Ok, và đây đã là câu hỏi cuối cùng rồi. Và câu hỏi đó là mình có thấy câu hỏi là what does Elena like best about her job? Được chưa? Cô ấy thích điều gì nhất về cái công việc của cô ấy? Thì mình nghe thấy đoạn đó là but the most satisfying thing for me is that I'm paid to doing what I really enjoy, dancing. Chưa? Thì cô ấy đã trả lời như vậy thì đáp án của mình chính là đáp án B, doing something she loves.
Hello everyone, chào mừng quay trở lại với chương trình học bổ trợ online của Trung tâm Anh ngữ Kela. Hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề Understanding Categories. Okay, let's get started! Okay, trong đề thi nghe, bạn có thể sẽ phải làm dạng bài hoàn thành bảng. Tiêu đề của bảng thông tin sẽ nói cho bạn kiểu thông tin mà bạn sẽ nghe và cần phải nghe. Chúng có thể giúp bạn theo dõi cuộc hội thoại hoặc bài nói một cách tốt hơn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau hoàn thành phần 1.1, hoàn thành bảng thông tin phía dưới với các từ có trong bảng. Để hoàn thành bảng 1, hoặc một loại ghi chú hoặc là một câu tương tự như vậy, thì bạn cần viết các từ mà bạn nghe được trong đoạn ghi âm. Để bài nghe sẽ cho bạn biết giới hạn các từ cần điền. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang audio thứ hai. Trước khi nghe, chúng ta cần dự đoán xem từ cần điền là số hay là từ, giới hạn được điền là bao nhiêu từ. Thì nhìn vào đề bài, chúng ta sẽ thấy có cụm từ no more than one word and or a number. Đúng không ạ? Thì tức có nghĩa là các bạn sẽ chỉ được điền một từ hoặc một số, hoặc một từ và một số. Ok, và mình sẽ nhìn vào ô trống cần điền thì ta thấy trước đó có tính từ chỉ mức độ, đó là more than, đúng không ạ? Sau đó có danh từ là experts. Vậy ta cần điền hoặc là tính từ hoặc là một con số ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe audio và cùng nhau tìm ra các đáp án của phần này nhé. Recording 12. Hi, I'm interested in buying a ticket for the Small Business Expo next week, but I'm not sure it will be useful for me. Well, this year we wanted to focus on computer skills. So, as well as representatives from 400 small businesses, we've invited over 250 specialists in that area. Oh, well, that should be interesting. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích file audio vừa rồi nhé. Các keyword ở đây đó là expo, will be useful, because, more than, experts. Ta nghe thấy hai keyword đó là expo là hỗ trợ và will be useful trong câu. For the small business expo next week, but I'm not sure it will be useful for me. Đây là dữ kiện để các bạn làm mốc tập trung hơn khi nghe để có thể điền từ đúng. Trong câu focus on computer skills as well as representatives from 400 small businesses will invited over
250 specialists in that area. So và because là cặp từ hay xuất hiện trong dạng viết lại câu nên có tương đương nhau, nguyên nhân, kết quả. Over sẽ same like more than, computer và experts sẽ bằng specialist. Và có cụm từ over 250 specialist là từ cần điền đó là 250 computer hoặc 250 computer viết bằng chữ. Trong bài thi thì các bạn sẽ có thể viết bằng chữ hoặc là bằng số đều được chấp nhận. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Mình sẽ cùng nhìn vào các câu trả lời của các ứng viên khác nhau đã viết và mình sẽ đánh dấu tích vào câu trả lời đúng. Tại sao các câu trả lời khác lại sai nhé? Mẹo làm bài trong phần này đó là chú ý số lượng từ giới hạn trong đề. No more than two words có nghĩa là bạn chỉ được điền từ 1 cho đến 2 từ mà thôi. No more than one word, an or a number có nghĩa là nếu bạn viết từ 2 từ hoặc hơn trở lên thì câu trả lời đó của bạn sẽ không được tính điểm. Dưới đây là một vài ví dụ cho one word, an or a number. Để cải thiện kỹ năng nghe của mình thì từ vựng đóng một vai trò rất quan trọng đúng không nào? Hiện tại bọn mình đã tổng hợp các từ vựng theo nhóm các chủ đề, ví dụ như accommodation, travel, transportation, environment và rất nhiều các chủ đề khác. Các bạn có thể cầm bút lên và take note lại tất cả những cái từ vựng hữu ích này nhé. Nó sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe của mình một cách đáng kể đấy.
xong video ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn cảm thấy như thế nào nhỉ? Cùng comment cảm nhận của mình xuống bên dưới cho bọn mình biết nhé. Ok, bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. See ya and see you on the next video.